Xin chào các anh chị, chào mừng các anh chị đến với podcast Đọc Lời Chúa Mỗi Ngày, lần đầu dành cho anh chị nào đến với kênh. Đây là nơi tôi sẽ chia sẻ và đọc lời Chúa mỗi ngày. Nếu hay và hữu ích, anh chị đăng ký kênh, chia sẻ và đón xem những chủ đề tiếp theo. Một lần nữa xin kính chào quý anh chị. Và chúng ta bắt đầu chủ đề ngày hôm nay: nộp thuế cho Caesar. Bấy giờ những người Pha-ri-sêu đi bàn bạc với nhau tìm cách làm cho Đức Giê-xu phải lỡ lời mà mắc bẫy. Họ sai các môn đệ của họ cùng đi với những người phe Hê-rô-đê để nói với Đức Giê-xu rằng: Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là người chân thật và cứ sự thật mà dạy đường lối của Thiên Chúa. Thầy cũng chẳng vị nể ai, vì Thầy không cứ bề ngoài mà đánh giá người ta. Vậy xin Thầy cho biết ý kiến, có được phép nộp thuế cho Caesar hay không? Nhưng Đức Giê-xu biết họ có ác ý, nên Người nói: Tại sao các người lại thử tôi? Hỡi những kẻ giả hình, cho tôi xem đồng tiền nộp thuế. Họ liền đưa cho Người một quan tiền. Người hỏi họ: Hình và danh hiệu này là của ai đây? Họ đáp: Của Caesar. Bấy giờ Người bảo họ: Thế thì của Caesar trả về cho Caesar, của Thiên Chúa trả về Thiên Chúa. Nghe vậy họ ngạc nhiên và để Người lại đó mà đi.